Chào cả nhà nha. Nay là hai bạn Ni và Chip lần đầu tiên sau một năm được đến trường trở lại. Cảm xúc của hai bạn như thế nào? Vui. Vui quá à. Lần này không có còn sách ba lô và đi vòng vòng khắp nhà đâu mọi người, mà là đi ra ngoài đường nha mọi người, không lên trường nha. Nhưng mà hai bạn đi học có gì vui không thì sẽ quay tiếp cho mọi người coi nha. Kể. Ok. Theo chân bạn đi bằng chiếc hôm nay nha mọi người ơi. Mọi người à. À đúng rồi. Và mọi người nhớ đăng ký, like, subscribe kênh Bí Chú Sinh Hồng Lâu. Dạ. Dạ thôi thì bỏ qua luôn nha mọi người. Ok. Chào. Chào bà. Hay được đi học quá bà. Con đi đâu sớm thế? Ngày đầu tiên được đi ngày học. Ngày đầu tiên đi học à? Dạ. Bà chúc mừng là con trở lại trường nha. Dạ. Cảm ơn bà. Bà vừa về xuống tàu. Với từ Nha Trang vào. Dạ. Hai nhà gặp nhau nha. Nó dậy từ sớm bây giờ đó bà, 5 giờ sáng. Háo hức. Nên có gì vui thì đi quay mọi người coi nha. Được không? Kéo được không? Không được anh chỉ kéo cho em. Không được thì cầm cho bố kéo luôn. Kiếp không được thì để tới bố. Được không? Không được hả? Đang cứ chậm. Anh kia cũng lớp trường con rồi. Hả? Anh kia. Để hả? Xong rồi hồi tự kéo không được. Nhờ anh hai kéo không được thì phải nhờ bố kéo. Rồi. Đeo được không? Đeo được không bố? Thôi bố đeo. Đây nặng không? Bình thường mình đi học mình phải tự đeo ba lô mình đi học. Đúng. Đi bỏ luôn. Đúng rồi. Vui ha. Đã 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 đã. Vòng lên dễ mới chụp. Vô trường mà nếu mà còn trống thì chẳng chụp được 8 chiếc cổng trường rồi. Không con nghĩ chắc giờ. Đông rồi, con nghĩ khó lắm. Nghĩ đông rồi. Chứ giờ này mấy anh chị cấp 2, cấp 3 rồi cũng đi học rồi. Cũng đâu như còn, cũng anh chàng còn khác gì đâu. Hai bạn đi học là cố gắng nha. Nhớ phải đeo khẩu trang, phải cẩn thận rửa còn tay. À, mẹ có cho hai đứa chưa cha rửa tay cho cặp chưa? Có rồi phải không? Rồi. Nhớ rửa tay thường xuyên nha. Chào bà, chúng ta lại gặp bà. Tới trường thì chụp hình vẫn đeo khẩu trang nha. Nếu mà selfie thì vẫn có đeo. Cẩn thận. Nhưng mà tôi nghĩ là không nên chụp được đâu. Được không? Giờ này mấy anh chị cũng tới rồi. Như lại con thấy con học lớp 6 nhưng mà con thấy con giống như học lớp 1 quá tại. Con là cấp đầu tiên của cấp 2 mà. Kệ. Con lớp đầu tiên của cấp 2 mọi người cho nên. À, đi qua cẩn thận nè. Rồi, cuối cùng cũng đã đến trường của Chip rồi. Wow. Mọi người ơi, đã. Wow. Nhưng mà bố phải làm cái thẻ cho Chip nữa. Hả? Cái đúng không? Phải mấy cô quen thuộc không mà tưởng cô nào? Bây giờ. Con của con. Nha, bye bye lớp 1 nha. Mình nhớ cô con rồi. Không? Mình lớp 2 rồi. Hai cô. Ghê lên. Cái thẻ này đâu thì cho anh chip vô chứ đi con. Cô. Dạ. Rồi, từ từ. Đi cho bố đã từ từ đã bố. Rồi tới đây đi. Vô đi. Chào cô. Rồi. Bây giờ để mua đồ thể dục. Dạ. Dạ. Cứ đi con. Dạ. Con mày vô mua. Đã quá ha. Cô dậy từ 5 giờ sáng tới giờ ở cô chờ. Chào mấy cô nè. Chào mấy cô. Dậy từ 5 giờ sáng tới giờ ở cô bắt phải hả? Chờ vô đi, con muốn mua đồ thể dục thôi đã. Còn đồ của con phải đo hả Chip? Đồ của con phải đo hả? Không, tùy sai. Vô con hỏi cô mấy cô phòng giáo vụ coi. Lên lên. Chào cô. Chào cô.
đi vô con mua đồ thể dục đi con. Cô cho bé đo đồ với mua đồ thể dục cho bé. Ok. Dạ đi mua đồ thể dục cho mấy bé. À dạ ba cô. Đi đi, mua quay tới cầu thang cho. Ờ cô. Là cô, là cô lớp 1 con. Dạ. Ờ cô. Dạ. Đi con. Biết lên lớp nha, mời bố. Rồi xong rồi xuống ăn sáng hay gì bố ngồi dưới bố chờ anh chip nha. Bye. Bye bye. Tìm lớp nha. Bố thấy mọi người đi vô hết rồi. Thế hả? Nhưng con hỏi cô con đi, cô con đâu? Nếu mà cô lại nói cô này nè, đằng đây nè. Cái cô đang xếp hàng đây, cô chủ nhiệm con á. Để em dưới con đi, con hỏi cô chủ nhiệm á. Ở lớp ở đâu? Đi đi. Nhớ mặt cô, bố cũng nhớ mặt cô Long. Không tìm được cô. Khoan, hay là hỏi mấy anh chị thôi, coi mấy anh chị lắm chứ không phải. Hỏi, để con coi. Con thấy mọi người cất cặp lên lớp hết rồi. Con hỏi lớp, con đường đi lớp rồi. Cô lớp 6 ở đâu vậy cô? Không thì rất... Con lên lớp đi chứ. Miếng đường này nè, ta có cái đường đi. Bạn của chị Long. À cô. Con mặc đồ này đi. Có đang lấy đồ thể dục cô, đang mua đồ thể dục, đang giao tới. Cô ơi, cô sẽ cho Lâm tại cái thẻ mới với lại là đồ phải đồ đo thì nhận từ cô hay gì đó, mấy cô trong đó nói. Đã đo rồi. Dạ. Bây giờ con ăn xong rồi đúng không? Chưa cô, chưa. Mình vô ăn sáng hả? Con quen mấy bạn chưa? Biết tên mấy bạn không? Ok. Mắt kính về, bữa lòng mắt kính. Nhớ đeo khẩu trang nha. Vui quá, bạn học vui quá hả? Cho bố đi học chung nhé. Nha. Để bố nghỉ làm, bố đi học chung nha. Bạn này tên gì, có biết tên mấy bạn chưa? Đã quá, đi học vui quá ha. Học vui không? Cắt qua cắt áo đem về không? Mấy con để đây. Con đem áo về cho nha. Áo về cho con, sửa nóng á. Để nóng mặt đây bố. Đã ha, đi học đã ha. Quá đã luôn. Quá giờ vui lắm á cô, chờ sáng dậy sớm. Dạ. Học trên trường vui hơn học online. Ăn sáng đi rồi con. Bye cô. Bye. Ăn sáng nha. Bye bye. Bye bye. Đẹp trai quá. Chia sẻ cảm xúc nay con gặp được cô chủ nhiệm con sao nè. Dạ vui.
Vui hả? Dạ vui. Cô thấy Hồng Long sao cô được không? Cô có hư cho trong online, học online không? Dạ không, Hồng Long rất là ngoan và dễ thương ạ. À. Phải, phải. Giờ cô lên cô học đi. Có quay em rồi nha. Dạ, rồi cô đi về cô làm nha. Dạ. Ok, bye cô. Bye con. Chụp cô tấm hình. Chờ cô, bye cô. Đón học nha con. Bye. Nhớ đeo khẩu trang nha. Giờ là tới giờ đón về nha mọi người. Dương Quỳnh Phương Rachel con. Dạ. Dương Quỳnh Phương Rachel. Rachel. Lớp 24. Okay. Okay, bye con. Anh chip ra chưa? Mẹ chưa hả? Thôi con về trước, bữa đó anh chip sau nha. Con quẹt thẻ ra đi. Chui vậy cho. Đi ra, đi ra cô. Đang chú vậy. Ra đi xong mới cầm cặp cho. Đi đi. Anh chip chưa ra đâu, anh chip phải 5:30 mới ra. Con về trước đi rồi anh chip, bữa đó anh chip sau. Con quẹt thẻ đi. Thôi cô, thôi cô. Nên đi học vui không? Vui. Thấy sao? Vui. Vui hả? Ngày đầu tiên học sao? Vui. Vui hả? Chỉ có vui thì vui thôi. Ok, giờ đi về nha. Rồi bữa đó anh... có một cái ăn nhanh hơn. Ăn nhanh hơn hả? Sao bữa tí bữa đó anh chip sau nha. Thấy vui không? Học online. À, vui hơn. Vui hơn ha. Về nha. Ok. Đi học mà con có quà nữa. Đã nhỉ? Ai cho? Cô cho. Cô cho hay con lấy của cô? Cô cho. Con lấy của cô nè. Cô cho. Vậy hả? Để bác mở ra bố xem nha. Quà đâu? Quà trong này. Mở nó thử coi. Rồi, mở ra coi. Ba món luôn. Ba món. Nếu như là được là thêm cái hộp bút nữa rồi. Đã quá ta. Đi học mà còn có quà nữa. Mà không được. Cố lên. Ai cầu tóc cho con vậy? Đẹp quá vậy. Là cái gì? Mở ra coi. Wow, một món. Đẹp quá à, cho bố đi, đẹp quá à. Thứ hai. Cái gì? Mà chơi. Cô Phương cho luôn. Xe. Trời ơi, đã chưa. Món thứ ba. Cuối cùng. Trời đã quá, đi học mà đã vậy. Trời ơi, đồ chơi luôn. Sao cái cặp con nhẹ thân vậy? Thì con mới để sách trên đó. Vậy bố đi đón anh chip nha. Dạ. Có nhà ăn chơi nha. Tiếp tục đón Hồng Long cho mọi người. Bên đó không? Bên này hả? Con có đồ đồng phục chưa? Chưa hả? Vai cô. Dạ. Nay ngày đầu tiên học sao, thấy sao? Dạ, được không? Nói chung là vui. Nhưng mà thích học ở trường, học online. Học ở trường hả? Hả? Mà thích học ở trường. Nhưng mà đồ đồng phục cái nào mới có? Dạ, cô nói là phải đo rồi may, phải từ từ. Vậy hả? Hôm nay thấy vui đúng không? Nãy đi là vui lắm á. Vui. Nãy đi về nha. À, mai là dậy cũng về sớm luôn hả? Dạ, mai cũng nhưng mà 6 giờ mới dậy hả? 6 giờ kêu được rồi. Nhưng mấy giờ là con ăn sáng vô lớp dạ, hả? Vô là ăn sáng luôn. Vô là cất cặp xong rồi là xuống ăn sáng luôn. 7 giờ lên lớp học. Ok, mọi người nhớ coi like, share và subscribe kênh MC Dương Hồng Phúc nha. Mấy chú Sư Hồng Long nha mọi người. Đây chị Dương nha mọi người. Bye bye mọi người. Bye bye.